Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vivu Hạ Long. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các du thuyền cá nhân hạng sang trên vịnh Hạ Long nhé. Du thuyền cá nhân hạng sang là các du thuyền có thiết kế sang trọng với trang thiết bị đạt tiêu chuẩn 5 sao, có các phòng nhỏ gọn để phục vụ các nhu cầu giải trí. Các du thuyền thường chỉ được thuê riêng theo yêu cầu. Du thuyền được xem như một căn biệt thự cỡ nhỏ lênh đênh trên mặt biển chỉ với vài phòng ngủ mà ở đây du khách là người làm chủ. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà có các dòng du thuyền phù hợp cho người chủ như du thuyền thể thao, du thuyền thương gia, du thuyền du ngoạn, khám phá. Vivu Hạ Long xin giới thiệu tới các bạn một vài du thuyền cá nhân hạng sang đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. Du thuyền du ngoạn khám phá Mary Fisher 1095, 895, 795. Du thuyền Mary Fisher có thiết kế nhỏ gọn, với khoang lái dạng khối cùng lối đi mặn lõm xuống, cửa bên trượt và cửa mở bên mặn. Ghế băng tại trạm lái giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ cho du khách. Nội thất được thiết kế đặc biệt với phòng ngủ, khu bếp rộng rãi, phù hợp cho không gian gia đình. Du thuyền thương gia NC14. Du thuyền NC14 thuộc phân khúc cao cấp, hiện đại được nhiều doanh nhân lựa chọn. Thuyền có thiết kế máy trong kết hợp với sàn bơi thủy lực đằng sau, tạo nên một không gian đẳng cấp. Đây là du thuyền có độ ổn định cao, rẽ sóng tốt và thích hợp với các chuyến đi từ 4 tiếng trở lên. Du thuyền thể thao Leader, đây là dòng du thuyền thể thao tốc độ sở hữu các đường nét vát nhọn hệt như một chiếc siêu xe công thức 1, thích hợp dành cho những người trẻ tuổi yêu thích tốc độ, thể thao. Du thuyền sở hữu saloon khoang lái, sàn tắm nắng, sofa tạo nên một không gian sống thư giãn dành cho các gia đình. Nội thất bên trong thuyền cũng được thiết kế tinh tế, mang đến không gian ngập ánh sáng. Với các du thuyền hạng sang trên vịnh Hạ Long, bạn có thể lựa chọn các lịch trình 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng và cả lịch trình nghỉ đêm. Du thuyền sẽ đưa bạn khám phá các đảo và điểm tham quan trên vịnh Hạ Long. Du khách còn có thể lựa chọn các tour trải nghiệm thú vị khác như tour câu mực, tour ngắm hoàng hôn. Để đặt dịch vụ thuê riêng các du thuyền hạng sang trên vịnh Hạ Long, bạn liên hệ Vivu Hạ Long để được tư vấn lịch trình và du thuyền phù hợp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.